rất là nhiều bạn hỏi Trâm là cách làm nước mắm thì rất là đơn giản thôi mọi người. Làm nước mắm chua ngọt thì ở quê Trâm thường là giã tỏi ra, nhưng mà hôm nay thì mình làm cái món này thì mình sẽ bầm nhuyễn nó ra nha. Đây, hồi nãy Trâm đây bầm nhuyễn giữa ớt với tỏi ra rồi. Sau đó thì mình sẽ lấy một miếng nước ấm để nguội ha, và mình pha nước mắm vô để cho nó hòa quyện lại với nhau, cho nó nhạt bớt đi, và cho một xíu đường và một xíu bột ngọt vô nha. Rồi mình sẽ khuấy đều lên. Đây là cái tô nước mắm mà cô Trâm đã làm rồi nè. Rồi bây giờ Trâm sẽ cho tỏi với lại ớt vô nè. Ui, tô nước mắm xuất sắc luôn á. Đó. Đây, bây giờ là Trâm sẽ chỉ cho mọi người cách để mà mình làm mấy cái này nha. Cái này thì Trâm làm thêm để cho nó có màu sắc nó đẹp hơn thôi. Và khi mình ăn thì nó cũng có độ giòn của nó kèm theo với lại gà luôn cho nó ngon ha. Thì bây giờ này là cà rốt mình đã thái mỏng ra rồi. Không mỏng quá mà không dày quá ha. Rồi bây giờ mình sẽ cho hành tây vô. Hành tây này để mình hồi nữa mình bóp gỏi gà nè. Đó, cho một lượng vừa đủ thôi. Rồi giờ sẽ cho là nêm muối, muối, đường, một muỗng đường nha. Rồi, tới một xíu muối, mình cho một xíu muối, mấy cái này nó thấm rất là nhanh nha mọi người. Đây. Rồi. Rồi, bây giờ sẽ là cho giấm vô. Mình mua giấm lên, giấm gạo lên men nha. Rồi mọi người. Rồi mình sẽ trộn lên cho nó thấm đều hết vô cà rốt với lại hành tây, rồi mình sẽ để đó nha. Đây. Trâm vo gạo xong rồi thì lần này mình sẽ không dùng nước lọc bình thường để mình nấu cơm, mà mình sẽ nấu bằng nước gà luộc hồi nãy giờ ha. Thì mọi người cũng thấy nước gà luộc thì nó ra cái mỡ của con gà nó vàng vàng, nó rất là đẹp rồi. Bây giờ mình sẽ múc cái nước này để mình nấu cơm nha. Thì cơm của mình một hồi nữa nó sẽ vàng óng lên rất là đẹp. Rồi sau khi mà con gà Trâm luộc xong rồi á, thì mình sẽ xé nhỏ nó ra. Mình xé nhỏ ra để mình làm gà bắp gỏi nha mọi người. Rồi sau đó mình cho hành vào ha. Cái này là Trâm đã cho hành vào luôn. Mình vớt hành trong cái ngâm giấm hồi nãy ra, mình cho vô trong đây. Và bây giờ là mình sẽ cho rau răm vô luôn. Mình trộn đều lên nha. Đây. Đó. Rồi mình sẽ cho một ít tiêu lên cho nó thơm. Rồi. Đây là thành món gỏi, búp gỏi rồi đó mọi người. Mình sẽ trộn đều nó lên nè. Đó, thấy không? Gà xé ra rồi nè. Mình sẽ sợi nhỏ như thế này ăn cho nó dễ ha. Đây. Hấp dẫn chưa mọi người ơi? Đó. Cái này thì mình sẽ cho xíu đường, một xíu bột ngọt hoặc là một xíu muối vô nha. Cho nó có hương vị trong đây ha. Rồi mình sẽ chấm với lại nước mắm cũng được. Cái này thì Trâm sẽ trình bày ở trên cái dĩa cơm luôn. À, bây giờ mình sẽ qua mình khám phá cái nồi cơm của mình nó chín tới đâu rồi nha. Thôi. Wow. Xuất sắc chưa mọi người ơi? Cơm nó đã vàng óng lên rồi nè mọi người. Đó. Cái cơm này thì mình nấu thì không cần phải quá nhão, cũng không cần phải quá khô nha mọi người. Nó Trâm thì Trâm thích ăn cứ đủ ướt ướt nó mềm như thế này nè. Cơm này gạo này thì mua trong này chứ không phải của mẹ gửi vô nha. Rồi, thấy không? Đã chưa? Nguyên một cái nồi cơm này ăn kiểu này chắc lên 8kg quá à. Ú, bay hơi lên đã quá. Rồi, mình để cho cơm nó ráo thêm một tí nữa nha. Cái này cơm mới vừa chín thôi. Rồi. Chắc mình bật nút thêm một lần nữa. Rồi,
Rồi sau bây giờ cái bước này, bước cuối cùng nha mọi người, đó là mình sẽ làm cái chén súp gà. Tại vì ăn cơm gà thì cái nước gà nó ra nó rất là ngon rồi, cho nên là hồi nãy cái nước là nước luộc gà mình không có bỏ đi, mà một phần đó là mình nấu cơm, một phần đó thì mình sẽ làm cái súp. Thì Trâm sẽ lấy một cái trứng gà ta đập ra chén mình đánh lên nha. Rồi mình sẽ đánh nó lên. Rồi mình đánh lên, mình đánh cho nó ra hết nha mọi người. Đánh cho nó đều tay nha. Rồi sau đó mình sẽ cho một ít tiêu vô ha. Cho ít tiêu vô trong đây. Rồi tiếp tục đánh lên. Và bây giờ cái nồi nước thì nó đang sôi rồi, mình sẽ chế vô luôn. Một tay chế và một tay mình khuấy như thế này để cho trứng gà nó không bị bóng cục nha mọi người. Đó. Quấy mà nhìn trong mặt luôn á. Đây, đây là gọi là nồi súp gà. Hấp dẫn chưa, hấp dẫn chưa? Rồi khi nào mà mình ăn thì mình múc ra và mình cho hành lá với lại ấy vô nha mọi người. Ở trong cái chén này nó vẫn còn tráng cái chén luôn. Đó, đây là nồi súp gà của bà Trâm Vlog. Xuất sắc. Wow. Mọi người thấy không? Cái đùi này nó lại chặt ra nhưng mà Trâm không chặt đâu, Trâm để Trâm ăn. Nguyên một cái đùi như vậy nó mới đã nha. Còn giờ là mình sẽ xắt đồ ăn ra ha. Thì roti thì khi mà nãy mình roti thì mình chặt cái miếng to. Như vậy á thì để cho nó không có bị dai quá mọi người. Còn đây thì bây giờ mình chặt nhỏ nó ra mà mình ăn cho nó vừa miệng nha. Đó, mọi người thấy không? Khi mà roti là cái màu của cái da gà nó sẽ bóng lên như vậy, rất là ngon. Miếng này to quá. Mình sẽ xắt thành một dĩa to, thiệt to nha. Hồi đó về quê là cúng kiến hay gì là cúng dần xắt đồ ăn ra dĩa vậy đó. Thích trang trí, thích bày biện. Giỡn không mọi người? Đã không? Đã không? Cái này chắc phải mời nhiều người tới ăn mới hết, chứ không thể nào mà ăn nổi hết ba con gà này được. Quá nhiều. Mình sẽ để một cái đùi gà lên đây. Đó, hai cái đùi luôn. Để hai cái đùi lên trên cái dĩa này nha. Xuất sắc chưa? Rồi một hồi nữa mình sẽ tưới cái nước roti này lên phía mặt trên nha. Sắp ra một dĩa to rồi vẫn còn nhiều. Rồi đây là cái nước roti hồi nãy nè. Đó, nhìn ngon ghê mọi người. Nè, nước roti nè. Đây. Rồi bây giờ mình sẽ rưới lên bề mặt nha. Ngon cực kỳ luôn. Rồi mình sẽ chừa một phần lại nha, tại vì còn nguyên một cái nồi nữa kìa. Wow. Rồi, bây giờ là Trâm sẽ bày biện ra. Đây là một cái dĩa cơm, gọi là dĩa cơm to, siêu to. Không có khổng lồ nhưng mà gọi là siêu to. Ăn một cái dĩa này là lên 8kg nha. Rồi, mình sẽ gấp cái gỏi gà này ra. Mình không có để phía trên mặt nha, mình để xung quanh nha mọi người. Đó. Mọi người ai đã từng ăn cơm gà bà Nhung ở quầy Quảng Ngãi á thì sẽ biết là ở quầy đó nó sẽ có cơm gà búp gỏi giống như vậy ha. Đây, da gà ở quầy Quảng Ngãi nó ngon lắm mọi người. Gà ở quầy đó là cái da của nó vàng vàng như vậy nè, không hề tẩm, không hề ướp bất kỳ một cái gì hết. Đó, mình sẽ làm một cái dĩa siêu to. Rồi, một phần dĩa này hơi to cho nên là lấy gỏi hơi nhiều. Rồi sau đó là mình sẽ tới gà roti nha. Gà roti thì
thì mình sẽ cho vài miếng gà roti. Đặc biệt là cái này là sẽ lấy một cái đùi gà. Đùi gà của bà Trâm nha. À lộn, đùi gà của con gà chứ lộn với đùi gà của bà Trâm. Sẽ để bên đây. Trời ơi, xuất sắc chưa chị Bảy. Rồi mình sẽ cho vài miếng gà roti lên cái chị này nữa nha. Đây, mình phải trang trí cho nó đẹp. Gà này gọi là dĩa gà siêu chất lượng, quá ngon. Rồi xong, bây giờ tới cái phần tiếp tục đó là phần trang trí. À, Trâm sẽ cho ít cái dưa leo ăn thì cái trang trí cho nó đẹp thì nó mới bắt mắt được. Ngon hay không thì mình chưa biết, nhưng mà mình phải trang trí cho nó bắt mắt lên thì khi mình ăn thì nó hấp dẫn cái khẩu vị của mình hơn. Rồi cái cà rốt nha. Đây là cà rốt nè. Wow, thấy cái chén cà rốt đã mọi người. Đó, trời ơi. Bây giờ mình phải gấp thêm gà vô đây nữa cho nó đầy đầy dung lên thành một cái dĩa siêu to, ăn cho siêu đã luôn. Đẹp không mọi người? Mình phải cho miếng hành vô trong đây. Đó, cái này là gọi là chén nước súp nha. Mình sẽ cho một xíu tiêu lên đó nữa nha. Cái nước súp cho nó thơm. À, xíu tiêu lên. Rồi, nước mắm mình sẽ múc ra một cái chén nhỏ như thế này. Ai ăn thì người đó múc nước mắm ha. Đó. Rồi, xong, chưa hết đâu. Mình sẽ lấy một cái bông này, gọi là bông hành. Mình để lên cái cà rốt này cho nó đẹp nha. Nhìn vậy rồi sao ăn trời. Nhìn nó khỏi ăn. Đó, trang trí cho nó đẹp. Đây. Rồi, xong. Đây là thành quả của bà Trâm Vlog nè mọi người ơi. Nhức dách luôn. Trời ơi. Mình sẽ... Rồi đó, nhức dách rồi. Bây giờ mình rưới một miếng nước lên cái phần gà này nữa nha. Đây, có cái chén nước ở đây rồi. Rưới lên một tí cho nó gà, nhìn cho nó mướt mát ha. À, ăn cái gì của Quảng Ngãi cũng phải có ớt mới ngon được. Rồi mình để cho ớt đâu giờ Tam trang trí đâu đẹp đây. Để hai chiếc ớt lên đây. Ớt này đáng lẽ là phải chẻ hoa ra, nhưng mà tại vì cái ớt này chẻ hoa không được. Đây, thành quả. Tên. Bây giờ thì sẽ ăn nó thôi. Mời cả nhà nha. Ngày hôm nay sẽ đãi khách mời đó là chị Hai với lại bé Trang Linh. Hai món đó là món gà búp gỏi với lại gà roti. Mà thật ra luôn là chị Hai là cái người phụ Trâm làm rất là nhiều luôn. Chứ bây giờ một mình không thể nào làm nổi ba con gà vừa roti rồi vừa búp gỏi nữa. Giờ khách mời ăn cho cảm nhận nha. Chị Hai ăn đi chị Hai. Nhắn tin cho người yêu hoài luôn á. Trời. À, khách mời thì ăn cái dĩa nhỏ, còn mình nè, mình ăn cái dĩa bự chà bá ra nè. Chị Hai không ăn dĩa bự giống em hả? Không, em chấm ăn là già bữa nay để bộ. Bữa nay em hồi sáng thì em chỉ ăn có một tô đậu luộc thôi á. Vậy bây giờ bà kêu túi cái này thôi ra. Bà sẽ tới là ăn tô bún tô đậu. Khổ ghê, đang ăn gà của em. Ăn thử cảm nhận thử. Gà này là gà đem trực tiếp từ Quảng Ngãi vô. Cái này là mẹ tính gửi vô. Gà ngon thiệt luôn á. Cái gà mà gà ta làm cái gà ăn trong. Trời ơi, chấm thêm một miếng nha. Ngon quá mọi người ơi. Cái chén này là chén nước protein nè. Rưới lên cơm. Thôi, bây giờ Trâm sẽ rưới lên cơm ăn. Không mập đâu, em ăn yên tâm đi. Nha, rưới lên nha. Trời ơi. Trời. Thấy không mọi người, mà mọi người không thấy mặt chị Hai. Còn bên kia rồi. Trời ơi. Cơm sợ nhão mà cuối cùng không nhão nha mọi người. Vừa ăn tại vì nó phải mềm mềm mới thế này nè.
cứ khô quá ăn nó sẽ bị mất cái độ mềm của nó. Nước gà nó cơm béo. Thôi, cơm gà ngon thiệt luôn á. Đây, là bây giờ mình sẽ chấm cái này gọi là gà búp gỏi, mình chấm với miếng nước mắm nha. Cho vô miệng. Cái độ giòn giòn của hành tây và độ dai dai của gà ngon dã man con ngang luôn. Em ăn hết cái dĩa này là em lên 8kg, em ăn một ngày hôm nay xong là em về em nhịn đói luôn mấy ngày đó ha. Chứ giờ sao? Anh Linh ăn thử gà quay đi Linh. Gà quay quay vừa không? À có cái đùi gà kìa. Vậy hai bé Linh ăn đùi gà đi. Em sẽ ăn một cái đùi gà. Đây. Trời ơi. Này ăn miếng cà rốt cũng ngon nữa nè. Trời. Ngâm giấm á. Ngâm giấm xíu đường xíu muối. Ngon lắm, giòn giòn ngon lắm. Nói chung mà chị làm gì cũng ngon á, em yên tâm em. Cái đó chị hai chị do làm chứ cũng đâu còn không biết luôn. Ngon quá. Ăn cái đùi nha. Ăn cái đùi này thì mình phải gặm mới được. Tao sẽ ăn mày. Cực kỳ thấm luôn nha mọi người. Đôi khi là mình cứ để lửa riu thôi, nó thấm vô trong thịt gà rất là ngon luôn. Trời ơi, ăn cái dĩa này xong chắc nhịn luôn 3 ngày nữa chứ ăn gì nổi. Cái súp đó là súp nước luộc gà. Nhăn lên mặt em rồi. Cái không ướt được. Ngon hơn tiệm không Linh? Mở tiệm được cho em. Ê, ăn đi chị ha. Không ăn ăn đùi gà là phải gặm nguyên cái thì mới ngon. Trời ơi, đi ăn rồi còn xin về nữa mọi người. Em có thấy em kỳ không Linh? Ngồi, thiệt luôn á. Nhảy đi quên coi hai kem chống nhục hả? Con em, xin về cho con nữa. Mẹ nó đi phụ, ăn rồi. Nó phụ chị bán biết bao nhiêu gummy. Bao nhiêu đồ rồi, bây giờ cho nó một miếng mà khó khăn quá vậy. Trời ghẹo thôi chứ, hồi đem về bớt đi chứ, ăn sao cho nổi. Không, chan cái nước gà, nước của roti vô ăn ha, ngon lắm ha. Rồi roti ngon thiệt luôn á. Ngon quá mọi người ơi. Đó. Ở ngoài người Trâm là cuốn gỏi này nọ cũng hay xé ra làm gỏi như vậy nè. Hoặc là chặt ra, gà luộc cái chặt ra cuốn xong rồi xuống bóp gỏi. Bắp gỏi thì ăn nó đỡ ngán hơn đó mọi người. Ăn giữa cơm này thiệt luôn á. Ngon thật sự luôn, quá ngon. Nó ăn hết cần cà rốt. Ai? Đâu cay đâu không? Miêu quá hả? Miêu là con của bé Linh. Nãy giờ bà ngồi bà nhắc Miêu thích ăn cái này nè. Hồi đó cho em đem về nha, đem về cho con của em. Con em ăn cái này nè. Hả? Ngồi nãy giờ nhắc con không à. Ăn, mình ăn rồi mà còn nhắc với con mình nữa. Mình chờ đem về cho con, thương con ghê. Nhá. Nói chung là mọi người đem về hết giùm em đi. Mọi người đem về hết giùm em đi. Chứ ăn sao hết. Chọn ăn không? Được rồi. Con ăn không? Con ăn gà không? Mẹ cho con một miếng nha. Cho tròn một miếng nè. Rồi chê đi. Mẹ làm nó đừng chê. Ăn đi con. Trời ơi nó chê rồi. Cái này tại vì là gà búp gỏi nè con.
nè, rồi xong. Nó nghe mùi hành cho nó không ăn đó mọi người. Với lại nó không bao giờ nó ăn kiểu này hết. Nó là phải cho ra tô nó mới ăn. Còn mà bỏ xuống đất nó cũng không ăn. Phải bỏ vô tô đàng hoàng cho nó thì nó mới ăn nha. Chứ còn mà đập đỏ xuống đất đó, nên là nó liếm vài cái là nó giục đó, nó không ăn. Ôi mà ăn xíu mày cho con ăn nha. Ngon quá à. Cái gì vậy? Súp cũng ngon phải không? Cái này biết sao đập có trứng gà vô á. Trời em ăn mới bao nhiêu mà em thấy no nè. Nửa dĩa thôi chứ bộ. Ngon quá à. Ai, đây là cơm gà Quảng Ngãi nha mọi người ơi. Ai mà muốn ăn giống Trâm á thì mọi người cái việc làm giống như cái clip mà Trâm chỉ cho mọi người từ đầu clip tới giờ là mọi người sẽ biết được hương vị của Quảng Ngãi nó như thế nào nha. Còn bây giờ thì bye bye. Bye, hẹn gặp lại nha mọi người ơi. Dài clip quá rồi. Bye bye. Cảm ơn mọi người. Ăn lẹ đi em, lấy cái bao bỏ vô về cho con kìa. Lùi lùi con em. Lùi lùi con em yêu ơi.